Yamaha Lexi tại Việt Nam kiểu dáng lạ mắt đối thủ của Honda Piku xá, xe, được mang về bởi một đại lý tư nhân ở thành phố Hồ Chí Minh. Nó có kiểu dáng khá lạ mắt so với các mẫu tay ga tại Việt Nam. Một cửa hàng bán xe máy tại thành phố Hồ Chí Minh vừa mang về mẫu tay ga nhỏ gọn Yamaha Lexi. Xe được nhập trực tiếp từ Indonesia. Đây là mẫu xe ga được phát triển từ mẫu Yamaha Max với trang bị động cơ dung tích 125 cm khối. Kích thước tổng thể của Lexi là 1970 x 720 x 1135 mm dài x rộng x cao, so với đối thủ Honda cư xá, Lexi dài, và cao hơn, tuy nhiên chiều rộng lại nhỏ hơn. Khối lượng của Lexi là 112 kg, nhẹ hơn cư xá 18 kg. Cụm đèn chính chiếm gần như toàn bộ phần mặt trước của Lexi với thiết kế chữ U lạ mắt, hệ thống đèn chiếu sáng trên xe, được chia thành 3 phần, và sử dụng bóng LED, tuy nhiên đèn báo rẽ, vẫn sử dụng bóng halogen truyền thống. Lexi sử dụng bộ mâm kích thước 14 inch, thông số lốp trước và sau lần lượt là 90 phần 90 và 100 phần 90. Hệ thống phanh trước của xe sử dụng kẹp phanh một piston và ở phía sau sử dụng phanh tang trống. Đồng hồ hiển thị, được đặt cố định trên phần đầu xe với phần viền, màu, vàng đồng, tất cả thông số trên đồng hồ đều là dạng kỹ thuật số, màu âm bản. Cụm công tắc của Lexi không quá đặc biệt, Tuy nhiên vị trí bật tắt đèn chiếu sáng được thay thế bằng công tắc đèn cảnh báo he rớt. Đèn cảnh báo he rớt rất dễ gặp trên các dòng xe máy nhập khẩu từ các quốc gia yêu cầu đèn xe luôn, sáng như Philippines, Indonesia. Xe sử dụng hệ thống khóa thông minh khá tiện lợi. Phía bên trái yếm xe, được trang bị cổng lấy điện 12V cùng một hộp chứa đồ nhỏ có thể, để vừa điện thoại, khẩu trang. Vị trí, để chân trên Lexi dài, nhưng không quá rộng. Người lái có thể thoải mái di chuyển chân lên xuống tuy nhiên khó có thể chứa đồ với kích thước lớn ở vị trí này. Yên xe Lexi có chiều cao yên 785mm. Mức chiều cao yên thấp cùng bề rộng xe nhỏ giúp cho những người có chiều cao khoảng 1,6m. Vẫn có thể dễ dàng điều khiển mẫu xe này. Phía dưới yên xe là hộp chứa đồ dung tích 12,8 lít, có thể chứa vừa nón bảo hiểm 3 phần tư đầu cỡ nhỏ, ở phía sau là lỗ tiếp nhiên liệu. Bình xăng trên Lexi có dung tích 4,2 lít, vừa phải với một chiếc tay ga 125cm khối. Cụm đèn hậu sau xe được thiết kế liền lạc với thân theo phong cách unibody, so với phần đầu xe, đuôi xe của Lexi chưa thật sự nổi bật. Giảm sóc với bình dầu phụ là trang bị tiêu chuẩn, tuy nhiên giảm sóc này không thể tăng chỉnh. Trái tim của Lexi là động cơ 124,7 cm khối, làm mát bằng bằng chất lỏng, khối động cơ này sản sinh công suất 11,7 mã lực. Tại 8.000 vòng một phút, mô men xoắn cực đại 11,3 Nm tại 7.000 vòng một phút tỷ số nén của xe khá cao, lên đến 11,21. Điểm nhấn khi nhìn bên hông của Lexi là phần ống xả. Được vuốt cao, cùng với tấm tre bảo vệ tạo hình góc cạnh, mạnh mẽ. Tại thị trường Indonesia, Yamaha Lexi có 3 phiên bản khác nhau, phiên bản, được mang về Việt Nam là phiên bản Lexi S, xe, đang, được phân phối với 3 lựa chọn, màu sắc là xanh, đỏ, và trắng. Chúng tôi tôn trọng ý kiến cá nhân của bạn. Hãy bình luận phía dưới nhé trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại